Những người có bệnh này cần kiêng ăn na để bảo vệ sức khỏe. Mùa na chín vừa ngon rẻ, vừa bổ dưỡng, tuy nhiên với một số người khi ăn na cần phải lưu ý một vài điều như sau. Quả na chín dồi dào vitamin C, kali, chất xơ, carbon hydrate và một số vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Vì vậy, ăn na rất có lợi trong việc bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi ăn na cần lưu ý những điều sau đây. Cảnh giác với dồi. Trời mưa nhiều. Nếu những quả na chín kỹ, vỏ có nhiều vảy trắng và vết nứt, ngửi có mùi lạ thì tuyệt đối không nên sử dụng, bởi na lúc này rất có thể đã bị côn trùng bò vào để trứng sinh dòi. Nếu ăn vào có thể khiến bạn bị ngộ độc, đau bụng sau khi ăn. Không cắn vỡ hạt na. Hạt của quả na có thể dùng để làm thuốc chữa bệnh nhưng lại có độc tố cao. Vì vậy, khi ăn na nên cẩn thận, nếu sơ ý nuốt phải hạt thì không sao, vì hạt na có vỏ dày và cứng bao bọc, còn nếu cắn vỡ hạt na thì độc tố trong nhân hạt na rất dễ phát huy tác dụng gây hại cho cơ thể. Không ăn na còn ương. Sử dụng những quả na chưa chín kỹ hoặc chín nẫu đều không tốt. Trong na chín nửa chừng có chứa chất tannin, khi chất này kết hợp với thức ăn hàng ngày sẽ tạo ra những hợp chất khiến cho hệ tiêu hóa bị ứ động, khiến bạn bị táo bón, khó tiêu. Ba nhóm người cần kiêng na để bảo vệ sức khỏe. Người thừa cân, béo phì. Na là loại quả chứa nhiều đường, cung cấp nhiều năng lượng nên người thừa cân, béo phì không nên ăn nhiều. Nếu ăn một quả na, loại 200-250g thì cũng tương đương với một bát cơm. Cho nên nếu ăn nhiều các loại quả ngọt này thì việc tăng cân là chuyện đương nhiên. Người bị mụn nhọt. Một số người có cơ địa hay bị mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẹo mắt thì cũng không nên ăn nhiều na, vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu, làm môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lỡ. Người suy thận. Người suy thận cũng không nên ăn nhiều na, vì đây là thực phẩm giàu kali, không tốt cho người mắc bệnh cần ăn kiêng. Ngoài ra, đối với người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường thì cũng không nên ăn na, bởi nó có hàm lượng đường tương đối cao. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.